vào lúc những con sói đang nghỉ ngơi. Tuyết như là một tấm chăn phủ trên bộ lông mềm mại của chúng. Chúng chờ đợi tuyết ngừng rơi và cuộc sống tiếp tục nhịp điệu bình thường. Đây là một trong năm bầy sói sống ở dãy Monte Pollino, miền nam nước Ý, giữa Calabria và Lucania, vùng đất của những con sói. Từ Lycos trong tiếng Hy Lạp. Khu rừng cung cấp nơi ẩn náu và bảo vệ cho toàn bộ gia đình của những con sói trong những khu rừng bất khả xâm phạm và những hẻm núi không thể tiếp cận. Nhờ vào vùng hoang dã của Lucania nước Ý, mặc dù có các thành phố lớn và nhiều ngôi làng nhỏ, ngay cả trên đỉnh núi, đây vẫn là nơi cư trú của những con sói lớn nhất ở Tây Âu. Những con sói đang đói. Chúng đang chuẩn bị cho chuyến săn đêm. Lần này có thể đến lượt một con hươu đỏ, một trong những con hươu sống hoang dã trong công viên. Chuỗi thức ăn đang dần dần được tái tạo. Những con hươu đang gặp rắc rối. Chúng di chuyển khó khăn, tuyết ngập đến bụng của chúng. Chúng di chuyển thành hàng từng con một. Chúng đang cố gắng đến khu rừng nơi tuyết mỏng hơn và có một số cành cây để ăn. Nhưng không phải con nào trong số chúng cũng làm được. Một con bị bỏ lại phía sau, bị tách khỏi nhóm. Nó đang đứng ở mép dòng suối, hai chân chìm trong làn nước băng giá lạnh buốt. Một bức tường tuyết ngăn không cho nó tiếp cận được với cả đàn. Một số con dừng lại như thể chờ đợi nó, nhưng rồi phải tiếp tục di chuyển. Có điều gì đó nguy hiểm và nó bị bỏ lại một mình. Nhưng vấn đề của nó không phải là sự cô đơn hay sự lạnh lùng, mà đó là vì những con sói xung quanh. Chúng đã ở đây nhiều ngày, biết rằng những con hươu bị kẹt dưới suối là một con mồi dễ xử lý. Chúng di chuyển rất nhanh nhẹn và tốc độ. Bàn chân rộng ngăn chúng chìm vào tuyết. Để hạ gục một con hươu, sói phải làm việc theo nhóm. Một con vật đơn độc sẽ không bao giờ có được một con mồi ngon. Nhưng có rất nhiều sói, chúng được tổ chức tốt và chúng tạo ra các quy tắc ở những ngọn núi này. Những con kền kền Griffon đã phát hiện ra mùi thịt thối rữa từ trên cao nhờ vào thị lực tuyệt vời của chúng. Trong cơn bão tuyết, số lượng hươu nai trong vườn quốc gia có thể giảm đi 10%.
Ban ngày, lũ sói ở phía trên cao của các ngọn đồi. Chúng xuống săn mồi vào ban đêm. Có một vài bộ xương hươu. Các động vật khác tận dụng chỗ thịt thừa mà những con sói đã bỏ lại. Những con quạ có thể bay đi khi thấy dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên, nhưng những con khác phải dè chừng nếu đàn sói quay trở lại. Một con cáo bị bắt vì ăn cắp thức ăn thừa sẽ không có cơ hội thoát thân. Những con sói có thể quyết định tha cho nó, nhưng thường thì không. Như vậy sẽ giảm bớt một miệng ăn ở những ngọn núi này. Vào buổi tối, đàn sói ở Polino xác định biên giới vô hình của lãnh thổ săn bắn, được đánh dấu bằng phân có mùi. Bản hòa tấu u sầu bằng những tiếng hú của chúng ít nhiều có ý nghĩa tương tự như tiếng hót của chim sơn ca. Đây là lãnh thổ của ta, và những ai dám xâm phạm sẽ bị trừng trị đích đáng.